Hôm nay đội anh em thì vẫn quay lại cái chỗ ông nọ sau một hôm ngồi suy nghĩ. Nói chung việc làm vẫn phải làm thôi. Và hôm nay thêm được cô em gái. Đáng lẽ ngày hôm nay ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, nhưng mà em gái vui vẻ đi cùng anh em ấy chơi, cũng tham dự công tác hay là công tác gọi là vô vị lợi thì ai chung tay vào đều vui cả. Đấy. Bây giờ đang làm mít quét. Chúng tôi lại còn bạn thiện lành, người anh em thiện lành thì đang sới lại cái này lên, khơi thông lại cái dòng này lên, ông tí đã cho vào bao tải. Hôm nọ có thể là anh em làm cũng có những vấn đề nó chưa được chuẩn lắm, thì hôm nay anh em mình sau một hôm bàn hoạc thì anh em sẽ làm được chuẩn lại để cho vào bao tải. Thì đây nó toàn đất cát thôi, mọi người nhìn này đất bụi, nó không phải đất công đất, và cộng thêm là nó có gọi là cỏ thì chắc là cho vào chỗ nào có đất là được thôi, cũng không cần phải, nó không phải rác công nghiệp mà cũng phải rác xây dựng. Đấy. Không có cầu thang đấy. Không có cầu thang làm gì? Thì mọi người thì bây giờ là như vậy thôi. Đấy. Dồn lại thôi, bây giờ dồn lại thôi. Dồn lại không cho lên. Hôm nay cũng không phải là ngày lễ nhưng cũng cho là ngày lễ được. Thì anh em sẽ làm ít hơn tí. Cầu thang mới không sao, kệ nó về việc gì đâu. Chào tất cả mọi người, đây là hội trưởng hội độc thân vui tính. Thôi không. Câu lạc bộ đấy thì câu bộ sẽ vào những câu lạc bộ khác. Ở đây chúng ta đang tập trung vào những vấn đề liên quan đến môi trường, không liên quan đến vấn đề sinh đẻ, không liên quan đến vấn đề gọi là kế hoạch gia đình. Đấy. Đấy, có hội chị em phụ nữ phát là làm ok ngay. Thôi thế đấy, để dồn đây thôi, tí mình ấy dồn quá thì không làm hết được đâu, trông cứ đơn giản thôi không làm hết. Ok đấy, các bạn cứ đợi đấy, sẽ có một ngày các bạn sẽ thấy là hội này rất là đông. Cameraman đã bố trí một ngày lao động công ích cho gọi là toàn thể nhân viên của công ty của anh rồi, yên tâm sẽ một ngày các bạn sẽ thấy nhiều trai xinh gái đẹp xuất hiện ở đây, hoặc là một nơi nào đó gọi là ngày lao động công ích vì một môi trường xanh sạch đẹp. Việt Nam clean up. Đấy, công việc hàng ngày vẫn đang diễn ra, vẫn làm sạch. Đây. Và đoạn này thì chúng ta vẫn cứ làm. Đây, chúng ta vẫn cứ làm cho sạch. Thì khi làm ra chúng ta mới nhìn thấy là nó nhiều cái lớp bụi như nào. Đấy, mọi người nhìn thấy lớp bụi không? Đây là một lớp bụi. Đấy. Cái lớp bụi này nó nhiều như nào?
ok, xong rồi đấy, từ đoạn đấy thôi. Từ đoạn này đi đi mà. Rễ cây của cây kia đâm ra. Kể cả trên sóng trên hình em không biết nói thế nào chứ em cũng phải nói thật đấy nha. Em nói thật, các cụ nhà mình ngày xưa là em chắc là cái... Ở kia mọi người nếu mà có nghe tiếng ù không, đó là cái tiếng gọi là diều dọ, diều sáo. Em nói thật, em nghe thì lại em thấy nhức đầu, em chưa thấy cái gì hay cả. Chứng tỏ ngày xưa các cụ mình đói quá, cứ bảo hay. Nhưng có thể tai em tai trâu thì mọi người thông cảm. À, văn hóa là truyền thống văn hóa trò chơi dân gian thì em không dám nói, nhưng mà đúng thật. Nếu mà bây giờ các bạn cứ xem khoảng tầm 30 cái diều này mà ở khu dân cư nào mà kêu này thì em thật nhức đầu mà chết. Ok, bây giờ nào. Có tí tí đã quét dồn người anh em rồi này. Ok. Đây cho vào đây. Các bạn không thấy anh em nó cũng không có máy móc, không có trang thiết bị nhiều thì cũng thủ công đâu. Nói chung là theo chứ không phát truyền thống. Mình làm cái gì tốt cho xã hội thì nó cũng không ảnh hưởng đến ai là được. Chứ ảnh hưởng đến ai thì lại được việc này mất việc khác thì đôi khi nó cũng không hay. Tính em là thế vậy, bọn em nó ngồi suy nghĩ căn cơ kỹ. Có nặng quá không? Có lại buộc được rồi anh. Chưa được đâu. À thế à? Okay. Tí nữa, tí nữa. Tí nữa. Rồi, cái này sẵn này là được đấy. Chưa được, còn sâu. Chưa à? Ui dồi, nhìn còn sôi. Sợ nặng quá. À, nặng anh hai anh em bê. Mình để ra xe máy mà chạy mà. Đúng không? 350 cân là được mà, nói gì hơn đấy, cái này chỗ này là hơn đấy. Dạ, cái này là 50 cân không? Hơn đấy. 50 cân thì tính cả
bì chắc 50 cân là lạ. Được rồi, nè. Buộc lại đi, buộc lại. Không, hai anh em bê để lên xe máy mà. Mình để đua xe máy mà. Không, cứ chặt ngoài đường rồi. Đấy, cái góc này. Cái này phải 60 cân chứ 50 cân gì. Cái này là 100 cân ấy. Thôi là có cơ sở người ta tin ấy quá. Người ta lại hoài nghi. Hôm nay có chị em phụ nữ phát là chị em phụ nữ nghĩ ra cái đốt ngay. Đúng là chị em phụ nữ. Hôm nay ngày 20 tháng 10 các. Bình thường ấy là quên không dặn trước chứ bình thường là bọn anh biết làm gì không, nó cho bao tải. Trông lửa đi. Ông cháy mẹ xe nó chứ thôi. Thì mẹ đi ra theo bốn anh em mình đi cùng hết. Ôi, để hụt giống nhiều là đưa đấy cho sau hai bao là hết mà. Ờ đấy. Ủa, mình 4 bao, 5 bao. Có mấy bao bật kia kìa. Bọn tôi rảnh thật đấy. Anh em không chuyên nghiệp lắm thì mọi người thông cảm nhé. Cũng nói thật là anh em đây cũng không phải là những người lao động đâu. Tay nó quen này. Làm này vậy tắm à. Nói đi định tắm con gái này cũng đã là quý vị thấy các mình đã dâu trước đầy dâu tầm cạo đâu. Đi về tắm. Cái này bao nữa hết thôi đi. Cho nữa. Ừ. Đừng có vơi. Vơi đường nào bao nữa mà. Ừ. Đây là khơi thông dòng chảy đấy, quý vị thấy không? Cái mép bên đường ấy, khi mà cơi xong ấy. Chiến đấy, chiến ra kia dừng quay à, cái lúc mà mình chưa ấy, mình chưa làm kìa. Đứng thật xa ra cho ta nhìn luôn, đứng cao lên đấy. Trông nó vẫn mặt bằng này, nhìn này, trông nó vẫn mặt bằng nhé. Đấy, nhưng mà khi mà đào cái này, này nó thế này này, quý vị thấy không? Cứ sao bảo ngập lụt. Vì vậy gió nó cứ cuốn vào trong kìa. Được rồi, hãy đi.
Đây này. Gì? Không bao kết thâu mà không đủ cái gì, thưa đất ra là thưa bao, thưa đất làm sao được. Có cho bao tải vẫn văn minh hơn. Đó, được băng từng này lại cho bao nhiêu đâu. Bao này là bao à? Xi măng. Bao xi măng thì bé hơn bao kia. Nhưng vẫn hết. Có bao hơi thủng, bao đầu hơi thủng. Nếu bây giờ anh em làm trò đùa ấy, có đây đó, cỏ dây đây rồi. Thêm bao nữa à? Cứ đổ vào đấy một tí nữa, thêm bao nữa. Sang tuần sau nữa ấy, là anh em chúng tôi sẽ đi cắt cỏ là chính. Chiến kia đây, nhìn kia, Chiến nhìn thấy cỏ nhiều không? Kìa, này, quay sang đây. Đấy, có nghĩa là những cái cỏ dớp ung tùn kìa. Khoảng 10 hôm nữa, 15 nữa bọn tôi sẽ là những người đi gọi là cỏ là chính. Nhặt rác ở bên đấy không làm cỏ luôn. Cắt cỏ luôn cho nó thông quan sạch đẹp. Đấy. Anh ơi lẻ em đấy, em nói 4 bao đúng 4 bao đấy. Xa xa ấy chị này, không cần cái này, cái đấy 1-2 lần này. Những
đỡ vào cái chảng ấy. Để anh em thiệt anh ấy vào trong bê ra, ra luôn kìa. Để tôi quét nốt này cho vào. Chắc bà con đây nhiều người nghĩ rằng anh em đây đang chắc mấy tháng này là kiếm được tí tiền nào đâu đây. Dụng cụ lao động. Nếu học kinh tế đôi khi gọi là tư liệu sản xuất đấy. Bốn cái mà giáo sư kia bảo bốn cái anh thấy chuẩn đấy. Bái phục, bái phục. Bê bê ra, ra luôn. Ra cái bốn cái kia luôn. Để anh em đứng đấy nhìn trông nó, cho bà con cô bác thấy nó sự thực. Vãi lều. Đấy các bạn thấy không, một đoạn ngắn đấy. Bốn bác tải đất cát. Thì mình khơi thông mỗi ngày mình khơi thông một tí, có tí thời gian để khơi thông thôi. Chứ không phải là ngày nào cũng có nhiều thời gian để khơi thông được. Ok, xin chào và hẹn lại quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo và cũng như những cái lần bọn mình làm việc tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại. Tôi bảo thôi, ok, bọn mình đưa lên xe, bọn mình đi. Do không có người thì nó ra ok, thế này thôi nhá. Đã được, thế thôi. Đi thôi.